quý thầy cô và các em học sinh thân mến, một mùa hiến chương nữa lại về, mùa của những cô cậu học sinh hướng về thầy cô của mình để bày tỏ lòng biết ơn với những người đã bắt chiếc cầu kiều đưa các em đi tìm con chữ, tìm tương lai, mở ra chân trời cho biết bao thế hệ. Và mỗi thầy cô giáo chúng ta có thể tự hào rằng nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Từ ngàn xưa, nhân dân ta đã có truyền thống tôn sư trọng đạo. Thầy cô là những kỹ sư tâm hồn, suốt một đời thầm lặng như người chở đò đưa khách qua sông, đưa các thế hệ học sinh đến bến bờ tri thức. Từ xa xưa, ông cha ta đã từng nói, nhất tử vi sư, bản tử vi sư, một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy. Đó là tình, là đạo lý của người học trò đối với người thầy của mình. Và cũng là niềm tin, là sự thành kính từ trong sâu thẳm của các bậc cha mẹ đối với người thầy của con mình. Nhưng các em hiểu gì về truyền thống tôn sư trọng đạo? Tôn sư trọng đạo là như thế nào? Tôn sư trọng đạo là tôn trọng, kính yêu và biết ơn các thầy cô giáo ở mọi lúc, mọi nơi. Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp được nhân dân ta kể thừa và phát huy trong cuộc sống hôm nay và mai sau. Đến với buổi giới thiệu sách chủ đề chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hôm nay, thư viện xin giới thiệu đến quý thầy cô và các em cuốn sách Tôn sư trọng đạo, những điều học sinh cần biết của tác giả Thanh Huyền, do nhà xuất bản Dân Trí ấn hình năm 2017. Để hiểu rõ hơn về truyền thống tôn sư trọng đạo và tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo, mỗi một chúng ta cần phải làm gì? Từng trang sách, từng câu chuyện trong cuốn sách này sẽ giúp các em trả lời những câu hỏi đó. Cuốn sách Tôn sư trọng đạo, những điều học sinh cần biết là tập sách đề cập đến mối quan hệ thầy trò thông qua cái nhìn hệ thống về lịch sử phát triển của nền giáo dục Việt Nam. Tác giả đã phân nội dung cuốn sách ra thành 5 phần rõ ràng để giải thích về quan điểm cũng như cách nhìn nhận và cảm xúc của từng lứa tuổi, từ bậc tiểu học cho đến các bậc học cao hơn, và truyền thống tôn sư trọng đạo trong nền văn hóa Việt Nam. Và để chứng minh cho một trong những truyền thống cao quý của dân tộc ta, tác giả đã cố gắng phác họa chân dung thầy trò trong từng giai đoạn lịch sử, với mong muốn các thế hệ tiếp theo có thể tìm thấy từ đây những tấm gương, những bài học ứng xử tốt đẹp trong và ngoài môi trường sư phạm. Phần 1 có nội dung là tôn sư trọng đạo, những điều cần biết. Phần 2 là tôn sư trọng đạo trong trường tiểu học. Phần 3, tôn sư trọng đạo trong trường trung học cơ sở. Phần 4, tôn sư trọng đạo trong trường trung học phổ thông. Và phần 5 là truyền thống tôn sư trọng đạo trong văn hóa của người Việt Nam. Một nhân cách đẹp là sự nặn nót từng đạo lý làm người. Với lứa tuổi học trò, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôn sư trọng đạo là một đạo lý mà người học trò nào cũng cần phải trân trọng. Trong các nghề, thì nghề dạy học là nghề cao quý nhất. Câu nói này đã thể hiện sự nhìn nhận đúng đắn và tiến bộ của nhân dân ta về truyền thống uống nước nhớ nguồn. Nó chứng tỏ một điều rằng dân tộc ta là một dân tộc hiếu học, tôn vinh người thầy, đề cao sự nghiệp trong người. Cuốn sách Tôn sư trọng đạo, những điều học sinh cần biết không chỉ bàn về đạo lý truyền thống tốt đẹp bao đời nay về tình thầy trò, đúc rút ra những bài học của người làm trò cho mỗi học sinh, mà còn phơi bày một số thực trạng giống lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình thầy trò. Tôn trọng đạo lý, những điều học sinh cần biết là cuốn cẩm nang bồi dưỡng tình cảm thầy trò, vun đắp tình cảm thầy trò. Là một học sinh, chúng ta cần phải tiếp thu, giữ gìn và tiếp nối đạo lý tốt đẹp này. Cuốn sách này hiện có tại thư viện trường trung học cơ sở Hương Thủy. Và qua buổi giới thiệu này, cô mong quý thầy cô và các em học sinh hãy đến với thư viện để đọc và tìm hiểu về nội dung cuốn sách. Xin chào và hẹn gặp lại.